Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đến với chương trình thời sự buổi 19:45 thứ sáu ngày 13 tháng 5 năm 2022 của Đài Phát thanh và Truyền hình Ninh Thuận. Chương trình thời sự tối nay có những nội dung chính sau đây. Hội nghị gặp mặt và đối thoại doanh nghiệp quý 1 năm 2022. Đồng hành cùng doanh nghiệp để thu hút đầu tư. Tự điều chế phân hữu cơ để ứng phó hiệu quả với giá phân bón hóa học tăng cao. Xã Lợi Hải chú trọng nâng cao thu nhập của người dân và một số thông tin đáng chú ý khác. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, chiều nay đồng chí Trần Quốc Nam, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh chủ trì hội nghị gặp mặt và đối thoại doanh nghiệp quý 1 năm 2022. Với tinh thần chủ động vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, cùng với sự ủng hộ tích cực của cộng đồng doanh nghiệp, quý 1 năm 2022, tình hình kinh tế xã hội của tỉnh có bước phục hồi và phát triển tích cực, tốc độ tăng trưởng GDP 4,18%. 4 tháng đầu năm, thu ngân sách trên địa bàn tỉnh đạt 1.301 tỷ đồng, đạt 37% kế hoạch. Chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 6,56% so cùng kỳ. Hoạt động doanh nghiệp từng bước được phục hồi. Từ đầu năm đến nay, có 207 doanh nghiệp thành lập mới với tổng vốn đăng ký hơn 10.490 tỷ đồng, tăng 38% số doanh nghiệp so với cùng kỳ. Nâng tổng số doanh nghiệp đang hoạt động lên 3.967 doanh nghiệp. Công tác thu hút đầu tư được quan tâm chỉ đạo và đạt kết quả tích cực. Trong 4 tháng đầu năm đã cấp quyết định chủ trương đầu tư 6 dự án với tổng vốn gần 7.000 tỷ đồng. Tại hội nghị, các doanh nghiệp đã thông tin kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong quý 1 2022, đồng thời đề xuất kiến nghị với tỉnh các vấn đề như công tác giải phóng mặt bằng, đảm bảo vệ sinh môi trường ven biển, các chính sách hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi nhằm tái sản xuất kinh doanh, các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số. Các vấn đề doanh nghiệp quan tâm kiến nghị đã được đồng chí Trần Quốc Nam, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh và lãnh đạo các sở ngành giải đáp tại hội nghị cũng như ghi nhận để có phản hồi trong thời gian sớm nhất. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Trần Quốc Nam, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh ghi nhận và cảm ơn các doanh nghiệp, nhà đầu tư đã đồng hành chia sẻ cùng với tỉnh thời gian qua. Với phương châm cùng nỗ lực vượt thách thức, đón thời cơ, phục hồi nền kinh tế, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các cấp, các ngành phải đổi mới tư duy, cách làm, hành động quyết liệt, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong chỉ đạo điều hành, phục vụ người dân và doanh nghiệp một cách tốt nhất, tạo điều kiện để doanh nghiệp khôi phục phát triển sản xuất kinh doanh, lấy lại đà tăng trưởng sau tác động của đại dịch COVID-19. Tiếp tục lắng nghe, nghe thật kỹ, thật sâu, nghe đi, nghe lại, nghe nhiều lần, lắng động lại, đồng hành, chuyển cái thái độ và tư tưởng giải quyết sang cái tư tưởng và tinh thần phục vụ, cải tiến một cách tích cực và quyết liệt và tâm huyết vì sự phát triển của cái tỉnh này, khát vọng bao nhiêu đời của nhân dân, của doanh nghiệp của tỉnh này. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng mong muốn cộng đồng doanh nghiệp tiếp tục thể hiện quyết tâm, nỗ lực vượt qua khó khăn, thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh, đẩy mạnh hợp tác cùng phát triển và có nhiều đóng góp cho xã hội. Ủy ban Nhân dân tỉnh sẽ thường xuyên tổ chức những buổi gặp gỡ, đối thoại với doanh nghiệp cũng như các cuộc họp chuyên đề để giải quyết từng nhóm vấn đề cho các doanh nghiệp. Ủy ban Nhân dân tỉnh mong muốn cộng đồng doanh nghiệp luôn đồng hành cùng với tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, vượt qua khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19, trong 4 tháng đầu năm 2022, kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận đã có bước phục hồi và phát triển tích cực. Các ngành sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ đều có mức tăng trưởng khá so với cùng kỳ. Có được kết quả đó, công tác thu hút đầu tư đóng vai trò quan trọng. Tỉnh Ninh Thuận đã đẩy mạnh xúc tiến đầu tư đúng hướng, cải thiện môi trường đầu tư, từ đó tạo ra làn sóng đầu tư mới. Nhiều nhà đầu tư đã đăng ký đầu tư vào Ninh Thuận với nhiều dự án lớn. Với Trung Nam Group, lợi thế về nắng và gió là yếu tố đầu tiên để doanh nghiệp này lựa chọn đầu tư các dự án năng lượng tái tạo tại Ninh Thuận. Tuy nhiên, yếu tố quan trọng để Trung Nam Group gắn bó, tiếp tục đầu tư hàng loạt dự án lớn trên các lĩnh vực, chính là sự ủng hộ của tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh, các sở ngành địa phương tỉnh Ninh Thuận trong hỗ trợ giải quyết các chính sách về thu hút đầu tư. Đến thời điểm này, tổng vốn đầu tư của Trung Nam Group tại Ninh Thuận đã đạt 2 tỷ USD và với những ưu tiên về đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, du lịch, dịch vụ của Ninh Thuận, dự kiến trong 5 năm tới, con số này có thể lên tới 4 tỷ USD. Thì phía nhà đầu tư Trung Nam đã mạnh dạn đầu tư cảng tổng hợp Cà Ná giai đoạn 1 và hiện nay đã hoàn thành xong cái bến cảng 1A và dự kiến sẽ đưa vào hoạt động vào trong quý 2 năm 2022. Chúng tôi cũng đã đề xuất với tỉnh ngoài cái việc mà đầu tư các cái cảng logistics thì chúng tôi cũng đã đầu tư
vào cái khu công nghiệp Cà Ná nhằm thu hút các nhà đầu tư thứ cấp vào để mà phát triển các cái dịch vụ. Hai năm trở lại đây, du lịch là ngành bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch COVID-19. Thế nhưng lĩnh vực du lịch nghỉ dưỡng cao cấp tại Ninh Thuận vẫn hấp dẫn nhà đầu tư bởi các yếu tố thiên nhiên hoang sơ, khí hậu đặc trưng, sắc màu văn hóa có tính khác biệt, đặc biệt là sự đồng hành của tỉnh. Nhiều dự án du lịch nghỉ dưỡng có tổng mức đầu tư hàng ngàn tỷ đồng đã được khởi công và đi vào hoạt động. Như dự án khu du lịch Bình Tiên, dự án CAP Ba Sa Đan Mũi Dinh, dự án Sun Bay Post Hotel and Resort. Khi các dự án này hoàn thành với quy mô lên tới 12.000 phòng khách sạn 4 đến 5 sao, sẽ hình thành những tổ hợp nghỉ dưỡng giải trí biển tiêu chuẩn quốc tế, tạo điểm nhấn khác biệt cho du lịch Ninh Thuận. Tất cả các chi tiết quy hoạch hay hồ sơ thiết kế hay tất cả những hồ sơ về xây dựng ấy, là chúng tôi cảm thấy là rất là tuyệt vời ở cái chỗ là tỉnh tạo cho điều kiện mà chúng tôi làm rất là trơn tru. Tất cả các sở ban ngành liên quan đều nhảy vào cuộc để mà hỗ trợ chúng tôi nhanh nhất có thể, tạo thời gian ngắn nhất có thể để nhà đầu tư tiết kiệm được cái thời gian đầu tư cũng như là chi phí. Chúng tôi xác định đây là thời điểm thuận lợi để vừa đào tạo, nâng cấp nhân sự, vừa kiến tạo sản phẩm mới. Chiến lược của Crystal Bay và các đối tác tại Ninh Thuận trong vòng 5 năm tới là kiến tạo 15.000 phòng khách sạn 5 sao trên bờ biển Bình Sơn Ninh Chữ. Với phương châm chính quyền đồng hành cùng doanh nghiệp, tạo mọi điều kiện thuận lợi về cơ chế chính sách, thủ tục đầu tư thông thoáng, giải quyết vướng mắc kịp thời cho các nhà đầu tư, doanh nghiệp. Chỉ tính riêng trong 4 tháng đầu năm 2022, Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Thuận đã cấp quyết định chủ trương đầu tư 6 dự án với tổng vốn gần 7.000 tỷ đồng và chấp thuận chủ trương về địa điểm 5 dự án với tổng vốn đăng ký hơn 3.800 tỷ đồng. Các dự án đầu tư không chỉ tập trung vào các ngành năng lượng tái tạo, du lịch, bất động sản, mà còn có cả lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao, chế biến và may mặc, tạo động lực quan trọng để kinh tế xã hội của tỉnh phục hồi và phát triển. Sở Kế hoạch Đầu tư cũng đang tập trung để mà hỗ trợ tháo gỡ các khó khăn vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ triển khai cho các cái dự án sau khi cấp quyết định chủ trương đầu tư. Và đặc biệt đồng thời, cái việc hỗ trợ đó thì tỉnh chủ trương của Sở Kế hoạch Đầu tư cũng là tăng cường kiểm tra, thanh tra kiểm tra, đôn đốc giám sát các cái dự án để mà hỗ trợ cho nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ. Và đối với các cái dự án mà vi phạm tiến độ, không có khả năng triển khai, không có năng lực thực sự để mà triển khai thực hiện dự án thì chúng tôi cũng kiên quyết tham mưu để mà ủy ban tỉnh xử lý thu hồi theo quy định để tạo cái sự công khai bình đẳng đối với các cái nhà đầu tư và bảo đảm cái môi trường đầu tư là minh bạch, thuận lợi cho tất cả các nhà đầu tư. Với những mục tiêu rất cụ thể, cùng với những cách làm sáng tạo đổi mới, luôn đồng hành hỗ trợ các nhà đầu tư, Ninh Thuận hứa hẹn sẽ trở thành điểm đến hấp dẫn để các doanh nghiệp đầu tư vào các lĩnh vực lợi thế của tỉnh. Các dự án đầu tư trong tương lai sẽ tạo sức bật đột phá, đưa Ninh Thuận trở thành tỉnh khá trong khu vực và cả nước. Chương trình thời sự tiếp tục với những tin tức quan trọng khác. Nhân dịp Đại lễ Phật Đản năm 2022, Phật lịch 2566, sáng nay đồng chí Nguyễn Long Biên, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã đi thăm chúc mừng trường Trung cấp Phật học tỉnh, chùa Long Quang, chùa Phước Lâm ở thành phố Phan Rang Tháp Chàm và chùa Kim Sơn ở huyện Ninh Hải. Tại những nơi đến thăm, đồng chí Nguyễn Long Biên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh ghi nhận những đóng góp của các cơ sở thờ tự trong tuyên truyền vận động tăng ni Phật tử thực hiện tốt đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, tích cực tham gia các chính sách an sinh xã hội và công tác từ thiện xã hội. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh chúc các vị chức sắc tăng ni Phật tử sức khỏe an lành. Đồng thời tin tưởng các tổ chức Phật giáo sẽ tiếp tục phát huy vai trò tập hợp đoàn kết vận động tăng ni Phật tử, đồng hành cùng chính quyền trong phát triển kinh tế xã hội, thực hiện tốt các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển. Sáng nay, Ban Chỉ đạo Tổng điều tra Kinh tế tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết Tổng điều tra Kinh tế và điều tra cơ sở hành chính năm 2021. Cuộc tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính năm 2021 trên địa bàn tỉnh đã hoàn thành bảo đảm thời gian, nội quy yêu cầu. Kết quả tổng điều tra kinh tế năm 2021, toàn tỉnh có 42.847 cơ sở kinh tế, đơn vị sự nghiệp, hiệp hội, tôn giáo, tín ngưỡng đang hoạt động sản xuất, kinh doanh, với tổng số lao động là 104.319 người. So với kết quả tổng điều tra kinh tế năm 2016, số lượng cơ sở kinh tế tăng 11,7% và số lượng lao động tăng 9,3%.
5,5%. Đối với kết quả điều tra cơ sở hành chính, Ban chỉ đạo Tổng điều tra Kinh tế và điều tra cơ sở hành chính các huyện, thành phố đã điều tra được 285 cơ quan, đơn vị thuộc đối tượng điều tra cơ sở hành chính. Chất lượng công tác điều tra bảo đảm theo quy định, các phiếu điều tra đúng nội dung, phương pháp, đầy đủ thông tin chi tiết theo từng đơn vị. Dịp này, đại diện Ban chỉ đạo Tổng điều tra Kinh tế tỉnh đã trao bằng khen của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Nội vụ và Ủy ban Nhân dân tỉnh cho 11 tập thể và 15 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Tổng điều tra Kinh tế và điều tra cơ sở hành chính năm 2021. Sáng nay, Liên đoàn Lao động tỉnh phối hợp với Viện Khoa học An toàn và Vệ sinh Lao động tổ chức tập huấn nâng cao nhận thức về an toàn vệ sinh lao động cho cán bộ công đoàn cơ sở. Qua một ngày tập huấn, gần 100 học viên là chủ tịch công đoàn cơ sở và cán bộ phụ trách mảng an toàn của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh được tiếp thu những kiến thức cơ bản về chính sách pháp luật về bảo vệ môi trường đối với cơ sở sản xuất kinh doanh dịch vụ, vai trò của tổ chức công đoàn đối với công tác an toàn vệ sinh lao động và bảo vệ môi trường trong bối cảnh của cách mạng công nghiệp lần thứ tư và đại dịch COVID-19, công tác an toàn và vệ sinh lao động tại doanh nghiệp và hướng dẫn phục hồi và chăm sóc hậu COVID-19 cho người lao động. Thông qua tập huấn sẽ góp phần nâng cao nhận thức, kỹ năng, giải pháp về an toàn vệ sinh lao động cho đội ngũ an toàn vệ sinh viên, cán bộ phụ trách công tác an toàn vệ sinh lao động, từ đó tuyên truyền giúp công nhân, người lao động thực hiện đúng các nội quy, quy định về an toàn vệ sinh lao động, giảm thiểu tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp trong quá trình làm việc. Thưa quý vị và các bạn, phân bón thường chiếm 50% chi phí trong sản xuất nông nghiệp. Trong 2 năm qua, giá phân bón tăng gần gấp đôi, dẫn đến lợi nhuận của nông dân giảm mạnh. Do đó, nhiều nông dân đã tự điều chế phân hữu cơ thay thế cho phân bón hóa học để giảm chi phí sản xuất. Cách làm này khẳng định nông dân không quyết định được giá phân bón và nông sản làm ra, nhưng vẫn có thể giảm chi phí sản xuất bằng giải pháp tự điều chế phân hữu cơ. Cái giá mà phân bón hiện nay trên thị trường hiện nay thì nó tăng từ gấp 3 lần, trên gấp 3 lần. Thì người nông dân làm coi như là lên sản phẩm lúc nào cũng là bị thua lỗ. Bữa nay là phân hóa học nó tăng tới gấp 2, gấp 3 so với trước đây. Nên bây giờ là mình phải chuyển qua phân bón hữu cơ. Giá phân bón hóa học tăng chóng mặt chính là nguyên nhân để người dân tự điều chế phân hữu cơ để giảm chi phí sản xuất. Ông Đào Văn Tuyết ở xã Nhân Sơn canh tác 2,5 sào nho và táo. Mỗi năm ông tốn gần 40 triệu đồng mua phân bón hóa học. Để giảm chi phí hơn một năm nay, ông mua các loại cá thải trộn chung với các loại cây ăn trái trong vườn, tạo ra loại đạm cá cô đặc. Ngoài ra, ông Tuyết còn dùng phân chuồng ủ với chế phẩm sinh học. Hai loại phân hữu cơ tự điều chế này đã thay thế cho 60% lượng phân bón hóa học, giúp giảm 2/3 chi phí sản xuất, nhưng năng suất nho táo không hề giảm sút. Nếu mà so sánh trên cái vườn nho của mình, mình làm một sào mốt, thì nếu mà mình đầu tư phân chuồng, phân vi sinh cá kia thì mình đầu tư khoảng ví dụ từ 6 triệu, trên lệch 6 triệu, 6 triệu mấy cho một vụ. Hiệu quả lâu dài thì mình đầu tư bên phân chuồng, phân vi sinh á, thì cái đất của mình nó được tươi xốp, cái coi như là cây nó dễ hấp thụ, mình bón xuống là cây hấp thụ ngay. Còn nếu mình dùng phân hóa học á, thì nó lâu ngày dần thì nó chai đất. Nhờ chuyển sang sử dụng phân hữu cơ tự chế mà anh Nguyễn Đình Trí ở thôn Đắc Nhân 1 đã giảm được 50% lượng phân bón hóa học trên diện tích 5 sào nho. Khi cây nho ở giai đoạn lên vàng, anh trồng xen cây họ đậu, sau đó lấp chuyển thành phân xanh. Bên cạnh đó, anh Trí còn tận dụng phân chuồng ủ với chế phẩm sinh học Trichoderma để bón cho vườn nho. Lý do mình chuyển qua cái phân hữu cơ là nó giảm so với mình xài phân hóa học là hết 50%, là để cho mình đỡ chi phí. Rồi cây nho thì nó sẽ bền, đất sẽ xốp. Trong 2 năm trở lại đây, giá cả các loại phân bón hóa học liên tục tăng nên lợi nhuận của nông dân giảm sâu. Hiện nay trên địa bàn tỉnh mỗi năm có hàng triệu mét khối chất thải chăn nuôi và phụ phẩm nông nghiệp. Đây là nguồn nguyên liệu giá rẻ để điều chế phân bón hữu cơ, giúp giảm chi phí sản xuất, cải tạo đất và tạo ra sản phẩm nông nghiệp an toàn, có giá trị kinh tế cao. Việc sử dụng phân hóa học thì nó cũng có những cái ưu điểm và những cái hạn chế, thì trong đó cái hạn chế nhất của phân hóa học đó là làm bào mòn cái tính chất đất. Thì cái việc mà đưa phân hữu cơ vi sinh hoặc là hữu cơ vào thì nó sẽ nó có tác dụng là bổ trợ cho đất và
giúp cho cái tính chất đất ngày càng được khỏe hơn. Phân bón tăng cao là thách thức cho nông dân trong việc cân bằng giữa chi phí sản xuất và lợi nhuận. Một bộ phận nông dân trong tỉnh bắt đầu chuyển hướng sang tự điều chế phân hữu cơ để giảm chi phí sản xuất. Do vậy, ngành nông nghiệp cũng cần đẩy mạnh việc khuyến cáo nông dân không lạm dụng phân bón hóa học, tuyên truyền, hướng dẫn nông dân tăng cường sử dụng phân bón hữu cơ. Chiều ngày 11 tháng 5, mỗi lít xăng tăng khoảng 1.550 đồng, các loại dầu cũng tăng hơn 1.100 đến 1.300 đồng. Xăng dầu tăng giá đã tác động mạnh đến nhiều lĩnh vực sản xuất kinh doanh, trong đó có hoạt động khai thác hải sản của ngư dân. Giờ đây, mỗi chuyến vươn khơi, bà con phải gánh thêm khoản chi phí nhiên liệu không nhỏ. Trước bão giá, xăng dầu, bà con ngư dân đang tìm cách khắc phục khó khăn để vươn khơi bám biển. Sau khi cập bến bán hải sản, sáng nay tàu của anh Lương đang tiếp nhiên liệu để chuẩn bị vươn khơi. Anh Lương cho biết, cái chuyến biển trước chỉ tốn 2,5 triệu đồng tiền dầu trên một ngày. Nay xăng dầu tăng giá, chi phí mỗi ngày tăng lên gần 4 triệu đồng. Giá xăng dầu tăng quá cao khiến anh Lương lo lắng bởi vươn khơi lúc này có thể bị thua lỗ. Nhưng nếu nằm bờ thì đời sống của gia đình và bạn thuyền sẽ khó khăn. Để tránh thua lỗ, anh Lương quyết định rút ngắn thời gian đánh bắt từ 2 tuần xuống còn 1 tuần. Tính ra một ngày nó 4 triệu, thì một tuần mình tính nó 20 mấy triệu. Dựa theo kinh nghiệm thì 5 bữa, còn không có kinh nghiệm thì 6 bữa, 7 bữa. Nhiên liệu chiếm khoảng 50% chi phí trong mỗi chuyến biển. Vì vậy, giá xăng dầu tăng cao đã gây áp lực lớn cho hoạt động khai thác hải sản, khiến nhiều tàu cá nằm bờ hoặc chỉ hoạt động cầm chừng. Trước chi phí cho mỗi chuyến biển tăng gần 50% so với trước, để đảm bảo lợi nhuận trước bão giá xăng dầu, ngư dân trong tỉnh đã trang bị các thiết bị đánh bắt hiện đại, đồng thời tích cực liên kết trong việc tìm luồng cá và hỗ trợ đánh bắt. Dùng những bộ đàm đường dài, những máy để liên hệ với nhau, để đi tìm, ví dụ như người kia có thì liên hệ cho người nọ để tới anh em trong bốn đạo, trong đoàn kết đó, để làm để kiếm sống cho ngư dân kiếm sống. Khi lúc là mình đang mua bộ lưới gì nè, là mình tiết kiệm dầu á, thì bắt buộc đâu có nổ máy đâu. Kéo lưới là mình mới nổ máy mình kéo thôi, chứ còn thời gian mình tiết dụng dầu lại. Ví dụ một chuyến mình đi, ví dụ như nó 500 lít đi, thì mình tiết kiệm là có thể là 100 rưỡi là 100 rưỡi lít, nó đỡ bớt. Nhằm giúp ngư dân giảm bớt khó khăn và nỗ lực vươn khơi trước bão giá xăng dầu, ngành chức năng tập trung thực hiện chính sách hỗ trợ nhiên liệu theo Nghị định 48 của Chính phủ để bà con có điều kiện vươn khơi bám biển dài ngày, đồng thời tăng cường dự báo thông tin ngư trường và hỗ trợ kỹ thuật khai thác cho bà con ngư dân. Cái giá dầu đang lên, thì cái việc khai thác của bà con thì ít nhiều thì nó cũng ảnh hưởng đến cái chi phí liên quan đến cái dầu bà con theo Nghị định 48 á. Thì về mặt cảng thì cũng tạo điều kiện tốt nhất để hỗ trợ cho bà con. Hiện nay ngư dân trong tỉnh đang vào mùa khai thác vụ cá nam. Để đánh bắt đạt hiệu quả, ngoài sự hỗ trợ của ngành chức năng, ngư dân tiếp tục phát huy các tổ đội đoàn kết khai thác hải sản và đẩy mạnh các loại hình dịch vụ hậu cần trên biển. Cách làm này đã giúp bà con ngư dân bám biển dài ngày, giảm chi phí sản xuất và có lợi nhuận sau mỗi chuyến biển trước bão giá xăng dầu như hiện nay. Thưa quý vị và các bạn, Lợi Hải là xã trung tâm của huyện Thuận Bắc. Tuy nhiên, do đời sống của người dân chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp, vì vậy nâng cao thu nhập là tiêu chí khó nhất trong xây dựng nông thôn mới ở địa phương. Bằng việc triển khai các mô hình sản xuất, kêu gọi doanh nghiệp đầu tư vào địa bàn nhằm giải quyết việc làm cho lao động địa phương, xã Lợi Hải đã từng bước giải được bài toán khó này để trở thành xã đạt chuẩn nông thôn mới vào cuối năm 2021. Hơn 2 năm nay, vợ chồng bà Ca Tơ Thị Linh không còn phải lên núi trồng bắp như trước, bởi gia đình bà đã có nguồn thu nhập ổn định từ nuôi heo đen và trồng cây ăn trái. Với gần 1 hecta trồng mít, sen đu đủ, bưởi da xanh và nuôi hơn 20 con heo đen, mỗi tháng gia đình bà Linh có thu nhập từ 8 đến 10 triệu đồng. Quay quán nhà nước đó, rồi cho quay rồi nuôi heo. Nuôi heo rồi mình trồng cây đó, trồng thêm vậy đó, thu nhập heo phải đỡ hơn trước. Xác định giải quyết việc làm cho người dân sẽ góp phần nâng cao thu nhập,
được sự hỗ trợ của huyện Thuận Bắc, xã Lệ Hải đã tích cực kêu gọi các doanh nghiệp nhỏ và vừa đầu tư vào địa bàn. Đến nay trên địa bàn xã có 3 doanh nghiệp gia công hạt dẻ xuất khẩu, gia công hạt điều và may mặc, giải quyết việc làm ổn định cho gần 600 lao động phổ thông ở địa phương với mức lương từ 4 đến 6 triệu đồng. Lao động phổ thông, nhất là người đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn, không phải đi làm ăn xa như trước đây. Có công ty ở đây thì mình làm thì mình có thu nhập cho gia đình mình. Mình khỏi cần đi xa, khỏi cần lo lắng vì cái gì. Mấy em làm ở công ty Quốc Bảo thì có công việc ổn định. Từ nay về sau thì không cần đi làm xa để kiếm tiền nữa. Nói chung là cũng nhờ xã Lợi Hải đã tạo điều kiện để công ty có thể hình thành và xây dựng nên cái công ty này. Và từ cái điều kiện đó mà chúng tôi cố gắng hết sức mà để tìm ra cái nguồn nguyên liệu để có thể giải quyết cho người dân ở nơi này có được công ăn việc làm. Và mức thu nhập của họ thì cũng khoảng trên 4 triệu mấy, 5 triệu. Những chuyển biến trong thực hiện các mô hình sản xuất nông nghiệp, giải quyết việc làm cho người lao động đã góp phần thúc đẩy kinh tế xã Lệ Hải phát triển. Đến cuối năm 2021, thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn xã đạt 41,8 triệu đồng trên một năm. Tỷ lệ hộ nghèo hiện chỉ còn 3,45%, góp phần quan trọng để xã hoàn thành 19 trên 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Địa phương cũng đã phối hợp với lại các cái đơn vị có liên quan đã kêu gọi các cái công ty doanh nghiệp vừa nhỏ về để là tạo điều kiện giải quyết việc làm cho lao động phổ thông mà đặc biệt nhất là người đồng bào. Thì hiện nay thì trên địa bàn thì có cái công ty trách nhiệm hữu hạn Quốc Bảo Ninh Thuận đó và cái công ty hạt điều đó cũng giúp cho bà con là tạo điều kiện cho bà con là cái việc mà giải quyết việc làm và tăng thu nhập bình quân đối với người lao động ở địa phương đây. Khi mà một tháng cũng thu nhập cũng bình quân là cũng hơn là 4 triệu đó đối với quá trình mà thực hiện. Mà đối với quá trình mà thực hiện cái thu nhập về cái nông thôn mới đó thì nó bao gồm kể cả là địa phương cũng đang có các cái mô hình liên quan tới vấn đề mà sản xuất nông nghiệp gắn với liên kết tiêu thụ sản phẩm như mô hình măng tây xanh, rồi cái mô hình là cánh đồng sản xuất lúa lớn, rồi các cái mô hình là chuyển đổi cây ngắn ngày đó để rồi tạo được thu nhập cho bà con. Mục tiêu quan trọng cao nhất của chương trình xây dựng nông thôn mới là nâng cao đời sống vật chất, tinh thần và thu nhập cho người dân. Thời gian tới, xã Lệ Hải sẽ tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các mô hình sản xuất nông nghiệp hiệu quả, kêu gọi doanh nghiệp liên kết bao tiêu sản phẩm cho người dân, từ đó nâng cao hơn nữa đời sống nhân dân, góp phần nâng cao chất lượng các tiêu chí, hướng tới xây dựng xã nông thôn mới nâng cao trong những năm tiếp theo. Chương trình thời sự buổi 19 giờ 45 phút hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Ninh Thuận khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Sau đây mời quý vị và các bạn theo dõi những thông tin về dự báo thời tiết.